Chào tất cả mọi người, hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách thao tác trên audio với phần mềm Camtasia để chúng ta có thể trả lời được những câu hỏi là làm thế nào để mà tách được một bản nhạc ra khỏi video, làm thế nào mà chúng ta có thể là chèn được một đoạn nhạc mới vào chỗ cái video mình đang có, làm thế nào để mình có thể là tách được cái đoạn video đó ra và có thể chèn chỉ một đoạn video nhỏ, đoạn nhạc nhỏ ở trong cái video đó, và chúng làm thế nào chúng ta có thể là tăng được cái tốc độ phát của cái video. Thì video hôm nay thì mình sẽ trả lời cho những câu hỏi đó. Rồi đầu tiên mình sẽ vào mở một cái video có sẵn trên phần mềm của mình nhé. Rồi mình sẽ import video vào. Giả sử mình chọn cái video này đi ha, đây là một video có sẵn baby của mình. Rồi mình sẽ kéo nó vào trong timeline đây. Rồi mình lại điều chỉnh nó to tí, vì hiện tại cái video này thì mình quay bằng điện thoại mà quay kiểu quay dọc nên hình nó không được đẹp lắm. Rồi mình đi vào hỏi đầu tiên là làm thế nào để mình có thể là tách được cái file video ra và cái file audio riêng lẻ. À, thì để mà tách được một cái file video riêng ra, để mình tách âm thanh ở trong video ra, thì mình có thể kích chuột phải thế này các bạn này, và mình chọn đây Speak Video Audio đây. Khi mình kích vào đây á, đấy, thì nó sẽ thành cho mình hai file. Cái file trên là cái file audio, cái file dưới là file video. À, giả sử như mình không muốn sử dụng cái audio trong phần trong chỗ cái video nữa, thì mình có thể kích chuột vào đây, mình có thể chọn cắt, hoặc mình có thể kích chuột phải và mình chọn cắt đây. À, thì khi mình cất như vậy thì nó sẽ chỉ tồn tại cái file video thôi. À, và cái âm thanh nó đã biến mất. À, rồi. Đấy, câu hỏi đầu tiên mình đã giúp các bạn trả lời rồi đấy. Và khi mà mình đã tách cái audio ra khỏi video rồi á, thì mình có mong muốn là mình sẽ chèn một cái âm thanh để cho nó. À, khi để chèn được một cái file âm thanh để cho nó, thì mình lại tiếp tục là mình chọn một cái file âm thanh có sẵn. Hoặc là mình thấy một cái video, cái file MP3 nào đấy nó phù hợp với cái video á, thì mình lại add vào. Thì hiện tại mình đã có tải một cái bản nhạc đây, mình thử import nó vào ha, mình sẽ kéo nó xuống đó vào đây. Khi để tải những cái đoạn nhạc mà nó không bị bắt bản quyền á, thì các bạn có thể lên cái thư viện của YouTube để tải về đấy. Thì các bạn có thể vào đường dẫn này để tải về. Thì mình đây là những cái bản nhạc mà YouTube nó đang cho mình miễn phí và không bắt bản quyền. Hiện tại thì mình đã tải để một bản về rồi. Rồi. Thì để add một bản video vào thì mình chỉ cần kéo ở trên chỗ cái thư viện của nó và xuống chuẩn timeline. Ok ha, bắt đầu thử nghe đi. Rồi, đây là mình đã có một bản nhạc. Hiện tại bản nhạc nó dài hơn so với video á, thì mình có thể là kéo, hoặc mình có thể cắt bỏ nó, hoặc có thể mình phải kéo thu gọn nó lại. Rồi mình kéo nhỏ lại để mình kéo về. À, mình kéo cái audio này nó vừa với cái video của mình hiện tại đang có. Rồi, ok chưa? Đấy, thì mình đã có được một đoạn video và có một đoạn audio mới cho cái video này ha. Rồi. Đấy là mình đã trả lời câu hỏi thứ hai là làm thế nào để mình đưa được một file audio chèn vào cái video của mình. À. Rồi câu hỏi tiếp theo mình sẽ trả lời đó là làm thế nào để chúng ta có thể là chèn được một, ta có thể cho cái đoạn này nó không có nhạc. Có nghĩa là còn này mình, hoặc là mình có thể là chèn một đoạn nhạc khác vào chỗ cái khoảng cái trống này. À, để làm được điều này á, thì mình sẽ có hai cách. Cách đầu tiên á, đầu tiên của mình là mình sẽ cắt bỏ nó ra, mình tách cái đoạn video này ra ha. Đây, mình tách nó ra này. Đó, đây, thì mình muốn tách ra. Rồi, đến đoạn này muốn chèn một cái video mới ha. Đấy, thì mình lại xóa cái audio này, cắt đoạn audio này đi. Mình kiếm một đoạn audio mới mình chèn vào đây. Đúng không ạ? Mình cũng giả sử mình kiếm một đoạn nào đi. Mình kiếm một đoạn nhạc nào mình đưa vào chỗ này.
Đoạn nào. Ồ, không có. Cho mình kiếm một đoạn nhạc nào đấy. Bạn chưa mình xíu nhạc nào này. Đây. Mình muốn add cái này vào chỗ này thôi. Bỏ đến này thì kiểu như các bạn. Cho bằng cái này luôn, ok. Đấy, mình để nhà mình nghe thử nhé. Nào, nhà đấy. Đó là cách đầu tiên để mình thêm một cái đoạn nhạc nó vào khoảng cách mình cần chọn đây. Thứ hai á là mình có một cách khác là mình không cần cắt như vậy mà mình có thể kéo ai đó là nhạc sĩ mình muốn chèn một đoạn nhạc vào giữa này nữa mà không phải bằng phương pháp là mình cắt cái video ra, thì mình phải kích chuột phải vào đây mình chọn silent audio đây à. Thì hiện khi mình chọn silent audio thì cái đoạn video này, cái đoạn audio này nó sẽ là không phát ra nhạc nữa, hỏi mình xem thử nhá. Đấy, nó sẽ là bị câm lại, bị tắt cái tiếng mất. Rồi, sau khi mình tắt tiếng xong thì mình có thể là chèn một cái đoạn video nhạc mới vào chỗ này ha. Đấy, mình thấy là khi mà mình bấm sai lần vào á thì đấy đoạn này đã mất nhạc đúng không? Rồi mình có thể lấy cái đoạn nhạc này mình bỏ vào đây luôn. Đấy mình cho nó chạy. Đây từ điểm này, từ điểm này là nó đã ký hiệu cho mình là bằng nhạc một trống này, thì mình phải cắn vào đây mình kéo nhạc ha. Rồi mình cũng kéo cái đoạn nhạc này vào đây. Rồi, nghe lại các bạn. Ok chưa? Các bạn hiểu chỗ này chưa? Nghĩa là mình sẽ có hai cách để mình chèn một đoạn nhạc nhỏ vào giữa những cái đoạn nhạc có sẵn. À, một là mình có thể là cắt đoạn nó ra từng phần một rồi mình ghép nhạc vào. Hai là mình chọn cái chức năng Silent Audio để mình chọn nhạc vào. Rồi. À, tiếp theo á, mình sẽ trả lời cho câu hỏi của mình. Tiếp theo là mình sẽ là cái cách mình có thể tăng cái tốc độ phát của cái video lên. Thì để tăng được cái tốc độ phát của cái video á, thì mình có thể chuột phải vào đây này. Và mình sẽ chọn là Speak Audio mình add đây. Speak, add clip speed đây. Nghĩa là tăng cái tốc độ của cái audio này lên. Thì mình kích vào đây và mình chọn Property. Thì nó có cái tốc độ phát này. Hiện tại nó đang là một đúng không? Thì mình có thể là chọn lên 2, gấp đôi nó lên. Enter cái à, thì mình thử giả thử mình nghe bên nhạc này nó sẽ tăng lên đấy, thì nó sẽ nhanh hơn hả. Yeah, các bạn đã biết cái cách tăng tốc độ của video chưa? Tiếp theo mình thử những các bằng cái cách điều chỉnh cái âm thanh theo các cái điểm đánh dấu đấy. Giả sử cho mình có cái trả lại cái này nhá. Điều chỉnh cái tốc độ này về một đấy để mình à. Ok, điều chỉnh âm thanh theo cái nhận đánh dấu mình lấy một cái này luôn các bạn nhé. Đây giả sử như là mình muốn kéo cái tốc độ của đoạn này lên cao một tí, dưới này thấp một tí, thì mình giả sử như mình chọn này, mình kích vào này, mình chọn S Audio Point này, mình chọn tiếp một cái điểm này, Add Audio Point vào ha. Rồi mình kéo nó xuống. Đấy. Rồi mình có một điểm đây nữa. Add vào một điểm nữa. Kéo nó lên cao.
Đấy, giả sử như cái đoạn này mình muốn nó nhỏ xuống thì mình kéo nó xuống, đoạn nào muốn lên cao thì lên cao, và từ 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 như vậy. Có nghĩa là mình sẽ điều chỉnh cái audio này theo cái điểm đánh dấu này, bạn nghe nhé. Không hiểu ý nghĩa của nó nhá. Ý nghĩa của nó là để mình có thể chỉnh sửa cái tốc độ phát và cũng như là cái điểm lên điểm xuống của cái audio này. Mình kéo như thế này, bạn hiểu rõ chỗ này chưa? Rồi, thì cái bài học hôm nay á, thì mình chỉ hướng dẫn các bạn những điểm chính đối với cái audio ở trên chỗ video với phần mềm Camtasia. Thì các bạn xem qua video mà thấy chỗ nào mà các bạn không rõ thì các bạn có thể comment phía dưới cho mình, để mình có thể là giải thích cho các bạn. Để ủng hộ mình thì các bạn có thể đăng ký và bình luận dưới để ủng hộ mình và xem các video tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.